Vườn Quốc gia Ruger, Nam Phi. Không gian mờ mịt, nhưng không phải là sương mù. Đó là bụi bay lên từ mặt đất. Một lớp bụi khá dày, không phải được tạo ra từ bước chân trâu một cách bình thường. Có gì đó rất hỗn loạn. Một đàn trâu rừng cỡ lớn với hơn 100 con, chỉ một vài con tìm nước uống. Số đông còn lại hình như đang làm một việc rất quan trọng. Một con trâu nhảy cẳng lên không trung. Rốt cuộc là chuyện gì? Đây rồi, một con sư tử cái liên tục bị nhồi lên khỏi mặt đất. Với tình cảnh này, sư tử cái bị bao vây giữa trung tâm không lối thoát. Những cái sừng trâu nhọn hoắt không ngừng thay nhau hất con sư tử cái lên phía trên. Đó là những đòn tấn công giàu sức mạnh và dữ dằn nhất châu Phi. Bụi bay lên mỗi lúc nhiều hơn. Bầy trâu đang thi nhau dẫm vào sư tử cái. Một con sư tử cái đơn độc, nó mới bị tách khỏi đàn. Nó mạo hiểm rình rập đàn trâu xuống uống nước. Nó sẽ tìm cơ hội bắt lấy một ngé con. Không ngờ là bầy trâu đã bao vây và tấn công nó không lối thoát. Liệu kết cục của nó sẽ như thế nào? Nó bị đẩy ra phía vòng ngoài, tiếp tục bị bầy trâu hút, dẫm túi bụi. Nhưng điều đó chưa nói lên được gì, bởi sư tử là loài hoang dã có sức chiến đấu rất phi thường. Quả đúng vậy, con sư tử cái vẫn còn sự sống. Nó dùng những sức lực cuối cùng bám vào lưng một con trâu rừng. Nó đang mong con trâu hoảng sợ chạy đi và mang theo nó ra khỏi vòng quay của đám đông. Nhưng con trâu bị nó bu trên đầu lại không chạy đi. Ngược lại, nó đứng im một chỗ, tìm cách hất con sư tử cái xuống. Đường rút lui cuối cùng của sư tử cái sụp đổ. Thêm một cú húc đầu đớn nữa, màu đỏ thấm rõ trên mình sư tử cái. Nó chính thức đăng xuất khỏi trái đất. Những cú húc cuối cùng đưa sư tử cái qua thế giới bên kia theo một cách bi đát nhất.